khán giả ruột của em á, vẫn luôn trách em rằng là tại sao chị vẫn luôn mang niềm vui đến cho bọn em, nhưng mà với nỗi buồn của chị thì chị lại không chia sẻ. Có những cái phút giây mà mình bộc phát cái cảm xúc của mình ra thì khán giả mới kiểu ngỡ ngàng, kiểu không hiểu tại sao một cô gái mà hay vui vẻ, hay cười đùa mà lại có những cái cảm xúc nó vỡ hòa ra như thế. Nhưng mà em cũng có những cái góc khuất riêng trong cái tâm hồn của mình. Mình kể lể quá nhiều thì mình sẽ mang lại những cái tiêu cực không hay, không chỉ đối với mọi người mà với chính bản thân mình. Và em cũng tin là mình cứ sống một cách thật là tích cực thì sẽ có những cái điều tích cực đến với mình. Em không phải là một ngôi sao sáng nhất, không phải là một người nghệ sĩ mà được có nhiều fan nhất, nhưng mà đi đến đâu khán giả vẫn chào đón rất là nhiệt tình, nồng hậu. Nên em nghĩ là em đã đi đúng hướng và em sẽ cố gắng duy trì điều đấy. Yêu anh.